Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Thì lời nói đầu tiên cũng cảm ơn các anh các chú đã xem và ủng hộ. Thì cũng nơi quen thuộc đó là chỗ anh Vũ. Anh sẽ giới thiệu cho chúng ta phôi mai để giao lưu. Thì cụ thể chúng ta sẽ gặp anh Vũ để giao lưu nha các bạn. Rồi chào anh Vũ chú ơi. Dạ chào anh, chào tất cả mọi người. Rồi cũng em có về một số phô mai mini để dạ. Bạn giới thiệu cho mấy anh em để chơi. À, tổng cộng mấy cây anh? Tổng cộng khoảng 16 cây anh. Rồi cho em xin số điện thoại của dạ, anh lại. Số điện thoại của em là 0868981091. Rồi. Cụ thể chúng ta sẽ vào bên trong để giới thiệu mã số 1 nha mấy anh, cụ thể ha. Dạ. Rồi, cây này có mã số 1 nha anh em. Mã số 1 nha mấy anh. Đế nơm rất quái. Mini để bàn, về mấy anh em ghép mau chơi. Thì cái clip đầu tiên và cái clip này cũng quên hỏi anh Vũ là cái chương trình phí ship mình sao anh ơi? Dạ, phí ship em bao ship toàn quốc à. À, bao toàn quốc luôn nha mấy anh. Cái này, cái quần em đo ngay đây, 12. 12, rồi. Đo tổng cái quần đế 84. Rồi luôn. Chiều cao hiện tại của nó 29. Rồi. Rồi, xây luôn. Rồi, cái này có mã số 1 nha anh em. Giá 800k, em rồi, bao ship toàn quốc. 800 bao ship. Rồi, xin dùng nhé. Rồi, phụ đổi luôn anh ơi. Rồi, số 2. Rồi, cây có mã số 2 nha anh em. Mã số 2 mấy anh ơi. Cây có mã số 2 này, ở trên đây nó có cái lỗ tim nha. Rồi, có gì chỉ quay, anh ơi. Và quay cho kỹ cho đây, anh xem. Đây, có lỗ nha mấy anh, mã số 2. Có lỗ đó nên em không dám cắt xuống, để về mấy em tự cắt. Có dáng thú cũng quái lắm. Rồi, tròn vòng luôn. Rồi. Như vậy là cho thông số của em này luôn. Rồi mình có thể cắt ngang đây. Dạ. Mười bảy anh ơi. 17. Chiều cao hiện tại cao. 39. 39. Rồi. Cây có mã số 2 nha anh em. Mã số 2 mấy anh ơi. Rồi cây này cũng giá 800k em bao ship luôn nha. Rồi 800 bao ship. Rồi tròn vòng luôn. Phụ đổi luôn ơi. Số 3. Dạ. Cây có mã số 3, dáng bay. Mã số 3 nha mấy anh. Chưa có vệ sinh kịp nha mấy anh. Xin buồn con. Vệ sinh lại. Rồi thông số luôn Vũ ơi. Mười bảy. Chiều dài của nó. Chiều dài 52. 52 luôn. Rồi giá luôn ơi. Giá 800k luôn nha mấy anh. Tiếp tục 800 anh ơi. Rồi. Rồi phụ đổi luôn ơi. Cây có mã số 4. Mã số 4. Cây dáng trực, có chân cành sẵn về mau chơi nha mấy anh. Đây. Rồi xin thông số của em này luôn anh ơi. 19. Rồi 19. Cao 72. 72 luôn. Rồi giá sao anh ơi? Cái này giá 700k em bao ship nha. 700k bao ship. Số 3. Rồi phụ đỏ anh ơi. Số 4 lên. Cái số 4. Cái số 4 anh ơi. Để nơm quái. Rồi cho thông số của em này.
Mã số 4. 16. Cao hiện tại của nó là 61. Rồi xây luôn. Cây có mã số 4 không? Số 4. Giá 600k. Tiếp tục 600 nha men. Rồi. Rồi phụ đổi anh ơi. Cây có mã số 5 nha anh em. Rồi mã số 5 nha mấy anh. Có chi cành đầy đủ. Mã số 5. Quá nhiều chi cành. Rồi thông số em này luôn. 25. Cao chiều cao 57. 57 luôn. Rồi giá của em này. Rồi, mã số 5 này giá 800 luôn nha mấy anh. Hả? Số 6 hả? Vậy là cây này. Đúng rồi, cây này số 6 mấy anh ơi. Bị lộn 2 số 3 rồi. Vậy là anh đưa 2 số đó lên trở lại. Cầm 2 số đó lên luôn. Rồi xin nhắc lại với các anh, cây này là mã số 6 nha mấy anh. Giá 800k. Rồi 800 để cho anh Vũ lên đường cặp lên luôn á. Còn hạ đó đi anh đưa lên trên cặp cho bác khán giả thấy để mình sửa. Cái số 4. Để cái đó số 3 đi. Vậy em sửa lại cây này cây số 4 nha mấy anh em. Cây này cái số 5 luôn này. Sửa số 5 luôn. Số 5 chưa có. Số 4 có rồi hả? Ừ. Cây này có mã số 5 nha anh em. Rồi, xin nhắc lại mấy anh là cây này có mã số 5 nha mấy anh. Cây dáng trực có chân cành có mã số 5 giá 7 triệu. Rồi anh xây tròn vòng đi, nhắc lại mấy khán giả là cây này có mã số 5, vô đánh số nhầm tí. Yeah. Rồi, mã số 5. Giá nhiêu anh? 700. Dạ, giá 700. Rồi phụ đổi, phụ đổi luôn. Rồi vậy là cây này có mã số 7 nha mấy anh. Rồi 7 á. Cái mã số 7. Rồi thông số em số 7 luôn. 18. Rồi 18 anh ơi. Chiều cao. Cao hiện tại 45. 45. Vậy mấy anh tự cắt lại nha. Em chừa lại cho mấy anh về cắt. Có cái dừa heo ha. Cây này có mã số 7, giá 500k nha mấy anh. Là chương trình được miễn phí ship luôn nha mấy anh. Miễn phí ship 700.000, 700.000, 500.000. Đúng rồi, xin lỗi. Cây số 7 500.000. Cây số 7 500.000 mà được miễn phí ship. Chung cây nào anh Dũng ship hết. Rồi phụ đỏ anh ơi. Rồi, cây số 8. Cây này có mã số 8 nha mấy anh. Mã số 8. Đế nở đều. Rồi mấy em cắt lại nha. Cắt. Nói chung để trừ heo cho khách. 23. Rồi 23. Rồi cao. Cao hiện tại 49. 49. Rồi giá luôn, số 8. Mã số 8 giá 600k em. 600. Rồi, chưa xin vòng rồi, phụ đổi anh ơi. Rồi, em này. Rồi, cái này có mã số 9 nha mấy anh. Mã số 9 mấy anh ơi. Cái dáng trực rất là cao. Được cái nó vót ngọn đẹp nghe mấy anh. Rồi, xin thông số. 25. Rồi, 25. Chiều cao. Cao hiện tại nó 77. 77 luôn. Rồi, giá luôn. Rồi, cái mã số 9 này 600k luôn nha mấy anh. Bao phí ship. Rồi phụ đổ luôn ơi, phụ đổ luôn. Số 10 lên. Rồi sẽ luôn số 10. Cây này có mã số 10 nha. Số 10, thông số của số 10 luôn ạ. 20. Rồi cao.
49 chiều cao hiện tại. Về cắt lại nha anh em. Cây mã số 10. 10. Rồi báo giá luôn. Báo giá 500k em bao ship nha. Bao phí ship nha mấy anh. Rồi, 11 lên. Mã số 11. Thẳng đứng nha, thẳng. Rồi, cho thông số của em 11 luôn. 22. 22 mấy anh ơi. Em đo cái chiều dài nha. Ờ, chiều dài 57. 57. Cái này nó hơi có dáng siêu chút xíu. Siêu. Rồi cái mã số 11. Mã số 11 rồi báo giá luôn. 500k mới ship. Xin nhắc lại là 500.000 nha mấy anh. Rồi bao ship luôn á. Rồi phụ đổi luôn ơi. Mã số 11. Rồi 12 lên. Mã số 12. Phía dưới nó có cái đế chỗ cái thân ấy nó vàng vàng chứ anh. Dạ, nó cũng muốn xù anh. Cây này già cây lắm. Nó cũng có những điểm nó muốn lên xù. Cây mã số 12 nha anh em. Rồi mã số 12 mấy anh ơi. Đo thông số. 24. Rồi 24 hoành thân, rồi chiều dài. Chiều dài hiện tại của nó 72. 72. Rồi báo giá em này luôn. Mã số 12. Đúng không? 12. 12. Giá 500k luôn nha mấy anh. Rồi, tiếp tục 500.000. Rồi xin tròn vòng, rồi phụ đổi luôn anh ơi. Mã số 13. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Cây rất là già nha mấy em. Thì chắc có tại mối ăn nó muốn ao già lắm. Có mối ăn. Rồi, thông số của em này. Rồi nhiêu đây? 23. 23. Rồi em đo cái chiều hiện tại của nó. Dạ 62. 62. Xoay luôn. Rồi em này báo giá nhiêu anh ơi? Rồi giá 500k bao ship. 500k bao ship nha mấy anh. 13. Việt Nam đồng. Mười ba, rồi 14 lên. Mã số 14. Rồi thông số luôn. Hai mươi lăm. 25 anh ơi. Chiều cao 42. 42. Rồi xe luôn. Rồi, cây này có mã số 14, giá 500 luôn nha mấy anh. Rồi, 500 tiếp tục 14 nha mấy anh. Rồi, 14 500, 5000, rồi 15 lên. Mã số 15. Rồi cho chọn vòng luôn, chọn vòng luôn. Rồi mình đo thông số. Rồi thông số. 29. 29. Rồi. Chiều cao hiện tại 64. 64. Xe luôn. Rồi giá luôn ơi. Rồi giá 500k luôn nha mấy anh. 500 luôn nha mấy anh. Mã số 14. Mã số 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Mã số 15 anh ơi. 500. Rồi cho xin dòng luôn. Rồi đổi luôn ơi. 16 lên cuối.
Mã số 16. Cũng là mã số cuối cùng luôn nha mấy anh. Cây lùng lực bút măng có chân cành sẵn. Mấy cây này là em bao sống toàn quốc nha mấy anh. Bao sống. Dạ bao sống luôn. Mấy anh em trong thời gian trồng nó có vấn đề gì đó cứ alo qua số điện thoại của em 0868981091. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi mình đo em này luôn đây. Rồi 23. 23. Chiều cao 36. 36. Rồi xe luôn. Rồi báo giá em này luôn. Cây mã số 16. Giá 800k nha mấy. Rồi 800.000 luôn mấy anh ơi. Miễn phí ship toàn quốc. Số điện thoại của anh Vũ mình để bên góc trái màn hình. Rồi cũng đã kết thúc phải không anh? Dạ. Rồi có lời chào các anh ơi. Dạ. Xin chào tất cả các bà con cô bác gần xa nha. Cảm rồi. Dạ. Rồi ủng hộ anh Vũ nhiệt tình nha mấy anh. Chúc sức khỏe mấy anh luôn. Hẹn mấy anh những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt.